Từ đầu giờ chiều ngày 21 tháng 7, rất đông người dân đã tập trung tại căn nhà nằm trên đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Họ là người thân bạn bè của anh Trần Đình Phú, 37 tuổi, quê Đà Nẵng, một trong những nạn nhân vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan. Hàng xóm nạn nhân cho biết, Phú chưa lập gia đình, hàng ngày hay giao lưu với mọi người, tính tình hiền lành và ngoan lắm, đi đâu ai cũng thương mến. Lúc đọc được tin tức trên báo, tôi cứ ngỡ là không phải sự thật. Vào lúc 14 giờ 45 phút, xe chở thi thể của anh Trần Đình Phú, là nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan, đã về đến nhà. Được biết, nạn nhân làm nghề trang điểm hơn 15 năm và chuyên làm đẹp cho các ngôi sao tại nhiều sự kiện lớn, cũng như giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực make up. Nạn nhân có chuyến đi trang điểm ở Thái Lan cho đoàn khách của người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt. Về nhà được 2 ngày thì sau đó tiếp tục được đoàn khách này bốc sang trang điểm và gặp nạn. Như đã thông tin, cảnh sát Thái Lan đang khẩn trương điều tra vụ việc chấn động dư luận 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Cụ thể, các nạn nhân được phát hiện tại một phòng trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok vào chiều ngày 16 tháng 7, trong đó 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt. Theo xác minh ban đầu của cảnh sát Thái Lan, nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong sáu nạn nhân chính là người đã đầu độc năm người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ bảy được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 18 tháng 7 phát cảnh báo với người dân nước này rằng cyanur nằm trong nhóm hóa chất độc hại cấp độ 3, theo đạo luật được ban hành năm 1995. Kendika Aujit, Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan phát biểu tại trụ sở chính phủ ở Bangkok khi đề cập vụ 6 người thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok. Theo điều 23 73 của đạo luật, bất kỳ cá nhân nào sản xuất, xuất nhập khẩu và sở hữu hóa chất độc hại loại 3 mà không có giấy phép sẽ chịu án tù tối đa 2 năm hoặc mức phạt 200.000 baht, hơn 5.500 đô la Mỹ hoặc cả hai. Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan pháp y Thái Lan kết luận 6 người, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt đã bị đầu độc bằng cyanide. Chất này được cho là do nghi phạm người Mỹ gốc Việt, Cerdin Chong, tẩm trong lá trà để hạ độc 5 người và quyên sinh sau những tranh chấp về tiền bạc trong kinh doanh. Tướng Nopasin Punsawad, phó cảnh sát trưởng Bangkok cho hay, giới chức đang tập trung truy tìm nguồn gốc số cyanide mà bà Chong sử dụng. Nopasin nhận định chất độc có thể được mang vào khi nghi phạm nhập cảnh hoặc được tìm mua ở Thái Lan qua nhiều kênh. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về các vụ giao dịch cyanua gần đây, nhưng thừa nhận điều này rất khó khăn. Hóa chất này từng gây rúng động tại Thái Lan vào năm 2023, sau khi cảnh sát bắt Sararat Am Ransi Guitapon, 36 tuổi, sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước này. Sararat bị buộc tội dùng cyanua trong 15 vụ án giết người để cướp tài sản và trốn nợ trong giai đoạn 2015-2023, khiến 14 nạn nhân thiệt mạng và chỉ một người sống sót. Phương thức gây án bằng chất kịch độc khiến truyền thông Thái Lan đặc biệt danh cho nữ sát thủ là Am Sianua. Cơ quan công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với Sararat. Vụ án Sararat từng khiến dư luận Thái Lan lo ngại về các quy định quản lý cyanur tại nước này khi nghi phạm tìm mua và sử dụng chất độc để gây án trong một thời gian dài mà không bị phát hiện. Hóa chất chứa cyanur mà Sararat mua chủ yếu là Panrex, nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Thái Lan. Cảnh sát phát hiện nữ sát thủ mua cyanur trái phép trên mạng từ một công ty không đăng ký kinh doanh và có nhà xưởng ở quận Lat Karabang tại Bangkok. Trong quá trình điều tra, giới chức Thái Lan còn phát hiện khoảng 100 người đã mua cyanur từ cơ sở này, trong đó có một số cá nhân làm trong lĩnh vực giải trí và y tế. Hồi tháng 2, Cơ quan Ngành nghề Công nghiệp DIW thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết đang thu thập kiến nghị cập nhật danh sách hóa chất độc hại, chủ yếu để siết chặt kiểm soát hơn nữa mọi giao dịch liên quan đến hợp chất cyanur tại Thái Lan nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và sức khỏe cộng đồng. Về vụ người Việt chết ở Thái Lan trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok, tối 16 tháng 7. Bộ ngoại giao Việt Nam đã thường xuyên cập nhật thông tin về vụ việc. Bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam, chia sẻ chiều 18 tháng 7 trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin thủ tướng phạm minh chính đã có công điện chỉ đạo bộ ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía thái lan điều tra làm rõ vụ việc thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân việt nam và yêu cầu bộ công an phối hợp điều tra theo đề nghị của phía thái lan và sớm xác minh nhân thân của các nạn nhân đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về vụ việc cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để cập nhật tình hình, hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc và tạo điều kiện để Đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Đại diện Bộ Ngoại giao thông tin thêm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan giữ liên hệ liên tục với các cơ quan chức năng của Thái Lan để kịp thời hướng dẫn gia đình các nạn nhân thủ tục hậu sự khi mà được phép. Bà Hằng nói, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua thời khắc mất mát, đau đớn này. Vụ án mạng khiến 6 người Việt Nam chết tại Thái Lan gây rúng động dư luận trong và ngoài nước những ngày qua. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong phòng khách sạn, không có dấu hiệu xung đột. Nguyên nhân tử vong được xác định là trúng độc và một trong các nạn nhân chính là người ra tay. Một nạn nhân trong vụ việc này là anh Trần Đình Phú, 37 tuổi, quê Đà Nẵng. Phú là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, làm nghề make up và từng hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Tên thường gọi của anh chàng trong nghề là Phú Gia Gia. Thông tin Phú qua đời đột ngột ở nước bạn khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Mới đây, cộng đồng mạng còn lan truyền chia sẻ của Mai Quỳnh, người bạn thân của Phú. Cô gái này tiết lộ, đầu tháng 7 vừa qua, dù đang ở Thái Lan nhưng Phú vẫn liên tục liên lạc với cô nhờ tìm việc cho em trai. Nghĩ lại, Mai Quỳnh cảm thấy nó như một điểm báo. Cứ cảm giác như anh muốn chu toàn điều đó trước khi chuyện không may xảy ra. Mình và em trai của anh ấy từ hôm qua đến giờ không ngủ được. Không chỉ vậy, Phú còn nhắn tin hẹn cô em thân thiết sau khi về Việt Nam sẽ cùng nhau đi ăn, gặp mặt. Đáng tiếc, lời hứa đó không bao giờ thực hiện được vì anh chàng đã ra đi quá đột ngột cũng theo chia sẻ của những người bạn thân thiết với Phú cho biết, hiện tại gia đình anh đang kêu gọi nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ quyên góp tiền để có thể đưa thi thể anh về Việt Nam an táng. Được biết, Phú là trụ cột kinh tế chính của gia đình, việc anh ra đi khiến mọi người vô cùng bối rối, chưa biết sẽ xoay sở như thế nào. Tiết lộ với báo chí, mẹ của Phú, bà Tuy cho biết, anh báo sang Thái Lan làm việc 3 ngày, rời nhà từ thứ Sáu 12 tháng 7, dự kiến về vào khuya chủ nhật 14 tháng 7. Trưa 14 tháng 7, bố Phú có gọi cho con trai, hỏi giờ giấc về để mở cửa, nhưng anh báo rời sang ngày 15 tháng 7 mới về vì chưa giải quyết xong việc. Cũng từ sau hôm đó, gia đình không thể liên lạc với Phú. Đến sáng 17 tháng 7, nhận tin con trai đã thiệt mạng tại Thái Lan, bố mẹ Phú ra ra khóc nghẹn, không thể tin nổi. Truyền thông Thái Lan ngày 17 tháng 7 dẫn lời cảnh sát nước này cho biết nghi phạm Serin Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, ra tay đầu độc vì nợ nạn nhân khoản tiền khoảng 7,5 tỷ đồng tiền góp vốn xây bệnh viện tại Nhật Bản. Thiếu tướng Nopasin Ponsawat, phó tư lệnh Cục Cảnh sát Bangkok cho biết, 6 thi thể được tìm thấy trong phòng 502 của khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ngay trung tâm Bangkok. Theo lời khai, bà Sedin Trông đã ở phòng 502 một mình và có một nhân viên mang đồ ăn đồ uống đến cho bà. Các nhân viên khách sạn xác nhận đồ ăn đã được yêu cầu cất đi và bà Sedin Trông nhờ nhân viên pha trà. Tuy nhiên, ngay sau đó, người phụ nữ này nói rằng bà sẽ tự làm và muốn ở lại trong phòng một mình. Sau khi kiểm tra camera an ninh, thấy có 5 người khác vào phòng. Kể từ thời điểm 14 giờ 17 phút ngày 16 tháng 7, không phát hiện ai đi ra ngoài hoặc là vào phòng nữa. Cảnh sát cũng thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Phương Lan 47 tuổi và ông Phạm Hồng Thanh 49 tuổi là vợ chồng, họ bị bà Serin Chong thuyết phục đầu tư. Bà Serin Chong chỉ đóng vai trò là người môi giới. Hai vợ chồng đã đưa số tiền này cho nghi phạm rồi sau đó liên tục đòi lại số tiền này. Họ hẹn nhau giải quyết việc tại Nhật nhưng vì vướng vấn đề visa nên đã quyết định gặp ở Thái Lan. Theo điều tra ban đầu, hai vợ chồng làm nghề xây dựng, bà Serin Chong đứng ra làm môi giới để đầu tư xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản. Thiếu tướng Nopasin cho biết, sau khi kiểm tra cả 8 chiếc vali của các nạn nhân, không phát hiện vật dụng trái phép. Nhưng trong túi của bà Sedin Trong có tìm thấy hồ sơ kiện tụng đất đai từ năm 2022. Phía cảnh sát cũng cho biết, qua khám nghiệm tử thi, chất độc mà nghi phạm Sedin Trong sử dụng để đầu độc 5 người có đặc tính sẽ nùa. Bà Sedin Trong sau đó cũng quên sinh bằng thuốc độc. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của loại chất độc này. Bốn nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Lan 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng 49 tuổi, Nguyễn Thị Phương 46 tuổi, Trần Đình Phú 37 tuổi. Hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Sê Đinh Trông, 56 tuổi và Đặng Văn Hồng 55 tuổi. Hiện cảnh sát Thái Lan vẫn đang nhanh chóng tiến hành điều tra để vụ việc được sáng tỏ.